Cũng là đây là cháo ăn liền nhá, cũng là bổ sung tinh bột đấy, nhưng mà cái này là làm từ gạo xong là người ta ấy, xong rồi là người ta làm ra kiểu mỏng mỏng như này để trần cho nó nhanh nhất. Cái này nó còn dễ ăn hơn nhiều so với cả yến mạch, nó không bị nhạt như yến mạch. Thì ở đây là cháo thịt bằm, có nhiều loại cháo nhưng ở đây là cháo thịt bằm. Cháo thịt bằm thì cái này là nó có trong này nó có một cái gói hành hoa với cả một cái gói bột súp đấy, cho vào để cho nó đậm đà đấy. Hành hoa người ta làm dưới với cả mỡ luôn mình đổ vào đây rồi. Thì ngoài ra là tại vì là cái nước này là nước gọi là gì nhỉ, khi mà người ta quay con vịt cả con ấy thì toàn bộ những cái nước thịt ngon của cái con vịt ấy thì nó ra được gần này, nó ở trong bụng của con vịt. Thì khi mình mua con vịt quay thì người ta đổ cái này ra cho mình, cho mình mang về thì nó hơi mặn mặn không uống được riêng. Thế thì mình cho vào cháo mình ăn luôn, xong rồi là ăn thêm với cả húng, húng ngâm nước chấm vịt thì đổi đi. Còn đâu bình thường thì sẽ không có cái nước quay, nước nướng vịt quay như thế này, và cũng không có cái húng rau thơm ngâm ngâm nước chấm vịt quay như này, mà mọi người sẽ chỉ có cái cháo này thôi. Cháo này xong là trong cái gói cháo nó sẽ có một gói mỡ, gói hành khô phi mỡ và một gói bột súp. Mọi người bỏ ra xong là mọi người đổ vào đây, xong bây giờ đổ nước sôi, vừa mới đun sôi xong đây này. Mọi người đổ nước sôi vào nhé, mọi người đổ nước sôi vào thì có thể là đổ nước sôi vừa mới đun sôi xong, hoặc là đổ nước phích ấy. Đổ nước phích ấm ấm 60-70% với cái bột cháo này nó cũng dễ tan lắm. Thì xong rồi ngoáy lên, dùng thìa hoặc dùng đũa ngoáy lên để cho nó chín đều với cả nó không vón cục ấy, thế là ăn được ngay. Nếu như trường hợp mình mua cháo ở quán hay ở chợ thì mình sẽ phải mất thời gian đi, nhưng mà cháo ăn liền này thì khá là nhanh. Tất nhiên là nó không ngon bằng việc là mình mua nửa cân hoặc một cân thịt lợn xay ra xong mình cho gạo và mình nấu, nhưng mà như thế này thì nó rất là tiện và nó rất là nhanh. Mọi người có thể làm sẵn nhân ở bên ngoài xong là lúc nào mệt hoặc vội thì ăn luôn cũng được. Thì ở đây là do là mình mới ăn thịt vịt quay, thế rồi cái nước này là cái nước mà ở bên trong con vịt quay, người ta quay quả cả một con vịt đấy, thì được lần này nước từ con vịt nó tiết ra thì nó ở trong bụng của con vịt, thì là người ta chắp ra đây cho mình, chắp từ trong bụng của con vịt ra đây cho mình. Thì hôm qua ăn vịt quay ấy thì cái nước này, nước ở bên trong là người ta ướp nó hơi đậm đà để đảm bảo cái độ đậm đà của vịt quay, vịt nướng than hoa, cho nên là cái nước này không uống không được, nó không 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 nhạt như là vịt nướng nu. Cho nên là cái nước này thì mình bắt buộc mình phải ăn với cháo để cho nó đỡ mặn ấy. Còn đâu bình thường không có cái nước vịt này ấy, thì mọi người cứ gọi là mọi người cứ đổ nước sôi vào như thế là cũng ăn luôn được rồi, nó cũng khá là dễ ăn, còn dễ ăn hơn nhiều so với cả yến mạch. Nó không nhạt nhẽo, nó không chán như là yến mạch đâu. Mà cái gói cháo này cũng có 3-4 nghìn thôi, nó có nhiều loại cháo nhưng cháo thịt bằm này có 3-4 nghìn thôi, nó cũng rẻ mà nó ngon đấy. Nó còn ngon hơn bột yến mạch nhiều, dễ ăn hơn nhiều. Bột yến mạch còn ăn với sữa hay là ăn với mật ong vừa tốn hơn mà vừa khó nuốt hơn, mà ăn nó kinh hơn đấy, không thể nuốt được luôn đấy. Kể cả ăn với chả, ăn với thịt quay, ăn với thịt băm nó cũng không ngon bằng cháo này luôn. Nói chung là nếu như trường hợp mà cháo yến mạch, bột yến mạch các thứ đấy ăn kém xa cái gạo này của mình luôn, ăn còn lâu mới ngon bằng. Còn đâu cái này là do là mình tận dụng là hôm qua là ăn vịt quay, thế xong rồi là thấy rất là tiếc cái nước nước người ta quay hàng tiếng ấy. Quay hàng tiếng trên than hoa xong cái nước vịt nó ra đây, bao nhiêu nước ngọt nó ra đây đổ thì rất là phí. Thế tận dụng ăn luôn cháo thì ăn cùng với cả rau thơm ngâm nước chấm vịt. Đây là cái này là cái lá này nó héo là do là nó áp vào thịt nóng. Đây, nếu mà mọi người nhé, xem. Thì cháo này bình thường mà không có cái nước ninh vịt này vào ấy, thì nó sẽ ra cái vị là cháo thịt lợn bằm. Nhưng mà khi mà mình cho cái nước mà người ta nướng vịt quay vào ấy thì nó lại mang sang cái hương vị của vịt, xong rồi nó thơm mùi vịt nướng, nó gồm có lá móc mật này,
ở bên bên trong cái nước này thì nó càng thơm cái mùi lá móc mật với cả gừng sả, sả với những cái gì đấy không biết là có gừng không mình không biết, nhưng mà gọi là đậm cái mùi lá móc mật với cả mùi sả thơm với cả gia vị nữa, hóa ra lại ngon, ngon hơn là ăn cháo bình thường. Mà mọi người nhé, ăn thêm tí húng này nữa thì chắc còn thơm nữa. Thử xem nào. Nó ngon đấy. Nó có cái mùi thơm của lớp cốt ninh vịt, xong bắt đầu cộng với cả mùi thơm của húng tươi, cộng với cả vị đậm đà của cái nước mắm chấm người ta hòa để chấm vịt quay ấy. Ok luôn đấy. Ngon hơn là ăn cháo bằm bình thường. Ngon hơn là cháo ăn liền bình thường. Cái nước này mình uống không thì không uống nổi. Mà không uống nổi mà nếu như trường hợp mà không ăn cháo mình đổ đi thì rất là phí. Nhưng mà mình cho vào cháo này thì mình cho vào cái cháo ăn liền này đấy thì nó lại sang một cái hương vị khác, nó lại thành ra là thú vị nhá cả nhà. Dễ ăn đấy. Tại vì là nếu như trường hợp mà mọi người mà không muốn là nó bị mặn ấy thì đừng cho súp. Đừng cho cái súp trong đấy nó có bột canh nữa đấy. Thì đừng cho súp của gói cháo vào đây thì mọi người đổ một bát nước này vào là vừa. Nếu mà mọi người mà cho cháo, cho cái gói súp của cái gói cháo ăn liền vào đây rồi mà mọi người đổ thêm một bát nước này vào nữa thì mặn lắm, thì không ăn được. Nó hại thận nữa. Nó không tốt cho thận. Nhưng mà mọi người bỏ cái gói súp ra thì dùng cái độ mặn của cái nước cốt quay vịt đấy thì nó vừa, thì nó thay luôn cho cái gói súp thì nó đậm ra, gọi là thành ra là cháo vịt quay này, cháo nước cốt vịt quay. Nó vẫn còn nguyên cái vị thơm của móc mật, thơm của sả với cả cái nước ngọt và nước cốt ngọt của vịt quay. Cả con vịt nướng trên than hoa được có gần này nước, cho cả vào đây. Thơm dã man luôn. Xong rồi là nếu mà đồng thời ăn luôn với cả rau húng tươi ngâm trong nước chấm vịt đấy, nó còn tăng độ ngon thêm nữa. Ok đấy cả nhà, một món chế biến tận dụng nhưng mà lại rất ngon.